Ok, rồi xin chào bạn. Thì như là cái chủ đề của video ha, thì trong clip này mình sẽ không có trên tay điện thoại, không có trên tay laptop, hay cũng không có trên tay tai nghe, mà mình sẽ trên một phụ kiện liên quan về ánh sáng. Đó là một cái đèn gà đầu đến từ hiệu LED Laser. Thì như bạn nào mà từng xài qua những cái mẫu đèn pin của LED Laser đó, thì sẽ biết là đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của nước Đức ha, và nó mang lại một cái mức hoàn thiện cũng như độ bền rất là cao và cực kỳ hiệu quả luôn. Thì cái đèn pin này á, là mình lấy được bên hàng Mai Nguyên và cái giá của nó sẽ khoảng là 950 ngàn. Liệu cái đèn đội đầu này nó có hấp dẫn so với lại cái mức giá là 950 ngàn? Thì mình sẽ để sang một bên ha, mình sẽ nói về cái hộp trước. Đây, đây là cái hộp của cái mẫu đèn LED laser tên mã là MH5 Update. Thì cái hộp của nó thì mình thấy là nó khá là nhỏ gọn ha, một cái tông màu đen như thế này. Thì bên cạnh thông thì hãng xin một số những thông tin về thông số kỹ thuật, như là nó sẽ có cái cường độ chiếu sáng á, lên tới là 400 lumen, và cái quãng mà khoảng cách mà chiếu sau của nó khi zoom đó thì lên tới là 180 m, và cái pin của nó thì nó sẽ cho phép bạn có thể là xài liên tục lên tới là 4 tiếng ở cái cường độ sáng cao nhất và khoảng là 35 tiếng ở độ sáng gọi là thấp nhất, cũng như là cái trọng lượng của nó sẽ khoảng là 94 gram, rất là nhẹ ha. Bạn là đầu không sợ bị nặng, cũng như là không có sợ bị đau đau đầu, và nó sẽ có cái đặc chuẩn thắng nước là IP54, bạn đi mưa thoải mái không có sợ bị hư. Và nó sẽ có pin, nó là 14.500 mAh, và pin của nó sẽ là dạng là pin AA, có thể tháo rời ha. Đó là những cái cơ bản rồi. Thì trước khi mình nói về cái đèn ở đầu lấy laser á, thì mình nói một vấn đề rất là hay. Đây, thì hiện tại là cái video mình đang quay bằng cái chiếc Sony ZV-1, ở một cái chiếc máy ảnh dành cho dân vlog. Mình cho bạn xem luôn ha, đây. Đó, cho xem cam trước của nó nè. Đây, mình đang dùng cái chiếc máy Sony ZV-1 mình quay ha, là dùng cái mic trực tiếp luôn đó, để xem coi là cái việc một thu âm nó sẽ như thế nào. Thì đây là cái đèn LED laser MH5 Update. Thì bạn thấy là về cái thiết kế của nó rất là nhỏ gọn, và cái kiểu dáng của nó thì nó vẫn tương tự như là những cái mẫu đèn đầu khác của LED laser mà thôi. Nó sẽ có phần vỏ ngoài á, là chất liệu nhựa cứng rất là cao cấp và rất là bền ha, và hoàn thiện của nó rất là tốt, rất là ok. Và nó sẽ có cái màu đen nè, màu xám và màu cái viền, mà để bạn chế chỉnh được cái zoom á, nó sẽ là màu cam dạ quang. Thì nó sẽ có ba cái gỡ ở đây, bạn thể mình xoay như thế này để mình zoom như thế này đó, và khi bạn zoom lên nó thì cái đèn LED laser nó cũng sẽ mờ đi để cho biết thế này. Và đây thì nó sẽ có thêm là một cái đèn LED thông báo nữa ở đây. Và ra thì phía trên mà sẽ có là một cái nút bấm duy nhất mà thôi. Thì nút bấm này nó làm to bản và cao su, để bạn có thể phân biệt được khi bạn bấm đó, nó sẽ có cảm giác hơn, cũng như là khi bạn nhấn vào đó, nó sẽ có một cái đèn xanh ở đây để biết được là cái tình trạng pin của cái đèn nó sẽ như thế nào, đầy hay là gần hết pin. Thì đó là về cái thiếu bên ngoài ha. Đó, một dưới một lần là tắt, nhấn một lần nó sẽ là cường độ, còn là cái cường độ thấp nhất, một lần nữa sẽ là mạnh nhất, và một lần nữa là tắt. Thì đó là về cái thiết kế. Bên dưới mà sẽ có là cái vật cái chấu kim loại, bạn có thể sạc pin cho nó thông qua một cái sạc cáp đi kèm theo. Thì đây là cái sẽ kết kèm theo của cái đèn LED laser MH5 Update như thế này ha. Một cái đầu là USB-A nè, và đọc lại thì nó sẽ là một hai cái chấu tròn như thế này, một cái đặc trưng đặc, và là độc quyền cho cái đèn LED laser, cho nên là bạn cần phải giữ kỹ ha, chứ mà bạn mất một cái rồi thì rất là khó là mua lại. Ok, thì nhờ vào cái lực hút 500 á, cho nên là khi bạn gắn vào như này nó sẽ hít rất là mạnh luôn ha, và bạn có thể sạc điện cho nó rất là đơn giản. Còn về cái phần dây đeo á, thì đây là một cái dây đeo như là dạng gọi là vải cao su bên dưới ha, như thế này đó, nó cho cái việc mà co giãn của nó rất là tốt luôn, và mình đeo vô á nó rất là thoải mái. Chúng ta có những cái chấm bi trang trí nè, có dòng chữ LED laser ở đây, và mình đeo vô á thì nó vừa co giãn tốt nè, nó mềm nè, nó lại thấm mồ hôi nữa, cho nên là bạn mà có đi trời nắng á, hay có đi mưa á, thì cũng rất là ok. Và bạn thể điều chỉnh được cái độ rộng của cái dây đai này, đeo cho nó phù hợp với hầu hết kích cỡ từ trẻ em cho tới người lớn. Và ngoài ra thì hãng cũng có thêm một cái đai, một cái viền gọi là đệm nữa, thì khi bạn đeo lên trán á, thì nó sẽ không làm cái trán mình bị đau. Đó là một cái thiết kế. Còn nếu mà tháo ra thì mình thấy là hai bên á nó sẽ có một cái ngàm nhô ra như thế này đó, nhô nhẹ ra ha, và cái việc giật mạnh lên chút xíu thôi, đừng sợ gãy ha, mạnh tay lên nó cứ mạnh dạn lên đó, mạnh tay như thế này là bạn có thể lấy được cái phần thân đèn nó khỏi cái phần ngàm dưới đây. Thì đây là cái phần thân của cái đèn, thì thấy là rất là nhỏ gọn ha, đó cầm trong lòng bàn tay thôi rồi ok. Thì nó sẽ có một cái ngàm gọi là một cái thanh nẹp bằng kim loại như thế này, bạn có thể nẹp vào túi quần, túi áo gì đó kiểu, và cũng là cái nơi bạn có thể mình mở cái phần nắp ra để lấy được pin bên trong. Thì bạn thấy là phía trên nó hãng sẽ có in một cái biểu tượng ha, hình cái khóa nè, bạn xoay á, qua bên tay trái thì nó sẽ khóa, còn xoay qua bên tay phải á, cùng chiều kim đồng hồ á, thì nó sẽ là mở. Thì bạn sẽ bạn nên nhớ là do mình đang bỏ pin bên trong, cho nên là khi bạn tháo ra bạn cần phần một ngón tay bạn chịu lại ha, chứ mà bạn dặn qua thì nó sẽ bị búng lên nó, do có lò xo mình sẽ giữ lại ha, mình nắm tay mình chịu nè, mình dặn như thế này đấy, nó đã bung lên rồi, xong mình đã thể tháo được ra. Thì đây là cái viên pin có thể sạc được của LED laser đi kèm cho cái đèn LED này. Đấy, như thế này hơn ha. Rồi, đấy 14.500. Rồi, ok. Đó, pin của nó thì nó cũng như là những pin AA mà thôi, một cái tông màu xanh. Rồi, theo như mình sẽ minh họa cho bạn xem coi là cái tính hiệu quả của cái đèn LED laser MH5 Update khi mình sử dụng nó sẽ chiếu sáng như thế nào ha. Thì mình đang ở ban công,
thôi giờ mình đang mở đèn thì bây giờ mình sẽ tiến hành tắt đèn và demo cho bạn xem coi là cái cường độ chiếu sáng của nó sẽ ra sao. Cái băng công mình đã tắt đèn, bây giờ mình sẽ thử bật cái chế độ chiếu sáng gọi là yếu nhất ha. Đây, đây là chế độ chiếu sáng gọi là yếu nhất. Mình thấy là đây là chế độ yếu nhất cũng như là mình chưa có zoom lên ha. Đây mình chưa có zoom nào, thấy không? Đó, mình đã bao quát như thế này. Và khi mình zoom lên á, đây mình sẽ zoom thử bạn coi. Đó, zoom lên như thế này thì cái phạm vi chiếu sáng tối đa khi mình zoom lên á thì nó khoảng là 180m. Còn khi bạn gọi là thu lại á thì nó sẽ khoảng là 40m ha. Đấy, thì đó là về cái việc mà mình gọi là dùng cái cường độ thấp nhất như này ha. Đó, mình trông coi lại nè. Đấy, còn bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là mình dùng cái cường độ chiếu sáng mạnh nhất cho mình coi đây. Đó, cho mình coi lại cái thấp nhất nha. Đó, thấp nhất nó như thế này và mình bật lên mạnh nhất nè, mạnh nhất ha. Đó, thấy chưa, sáng một vùng trời luôn. Đây, bao sáng đó, tức là sáng luôn, sẽ lùi xa còn coi nữa nè. Đây, nó sáng gần như là cả nguyên một cái ban công của mình luôn ha. Và cho mình zoom lên thì không gì phải chê cả, thậm chí mình thể zoom qua cả nhà bên kia cũng được nữa. Đây đó, chờ sáng luôn cả nhà bên kia luôn đó, thấy chưa, nó khỏi nói là nó rất là sáng bạn, nó sáng lắm luôn á. Đây, đây nó là nó rất là sáng. Zoom lại nè, đây mở rộng ra thì đây là cái hiệu quả của cái đèn LED laser MH5 update. Như vậy mình đã trên tay và trả nhanh cho bạn về một cái mẫu đèn ra đầu của LED laser, đó là cái mẫu MH5 update. Thì mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ có một câu hỏi, đó là vậy thì cái mức giá 950.000 nó có gì đặc biệt cho cái đèn này. Thứ nhất đó là đến một cái thương hiệu nổi tiếng của Đức ha, và nó có một cái độ bền tức là tốt, cũng như là về cái tính hiệu quả của nó, mình thấy là cái cường độ chiếu sáng của nó rất là mạnh ha, rất là ok. Thứ hai nữa là thay vì bạn phải tự và đi kiếm mua những cái mẫu đèn nó giá rẻ hơn và nó không bền, hoặc là đến từ những cái thương hiệu trôi nổi, hay thậm chí là có những bạn mà có thể mình tự chế luôn, như là một cái nón đây ha. Đây, đây là cái món nón tự chế lấy từ một cái nón bảo hiểm, mà sau đó mình sẽ có những cái ốc vít ở đây ha, rồi gắn thêm một cái đèn pin như này nữa, cũng có bật tắt luôn cái kiểu đấy. Thì những bạn nào thôn quê á thì nói chung là mình thể sáng tạo được, nhưng mình thấy thì cái này nó hơi rườm rà, cũng như là cái tuổi thọ cũng như là cái độ bền của nó không cao. Thì tội thì các bạn chịu khó đầu tư một lần thôi ha, đầu tư một lần cho đáng luôn. Bạn sắm một cái đèn như thế này, bạn thấy không, nó cực kỳ nhỏ gọn, cũng như là nó có một cái độ bền rất là cao và cái cường độ chiếu sáng nó rất là mạnh, cho nên nó là bạn đầu tư một lần là xài cái hoài và hoài luôn. Đó, rất là xịn sò. Cho nên là bạn nào mà có ý định mà đi trekking leo núi ban đêm, hay là bạn đi có đi chơi biển vào ban đêm á, để mà bắt cua bắt cá bắt còng gì đó với bạn bè á, thì đây là một mẫu đèn rất là tiện lợi ha. Bạn đeo vô là bạn có thể thoải mái tay chân, bạn hoạt động, hay là bạn ở nhà mà có thể dùng cái đèn này, bạn sửa đồ trong nhà cũng rất là tiện lợi luôn. Rồi, thì bạn nghĩ sao về cái mẫu đèn để đầu LED laser này, thì bạn có thể comment dưới video ha, và cái link mua hàng cũng như là cái bài viết đánh giá chi tiết á, mình sẽ để bên dưới cái phần mô tả để cho bạn xem kỹ hơn trong sắp tới. Rồi, chào bạn.